Thiện hiện nên biết vì năm loại mắt như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sáu phép thần thông như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết vì mười lực Phật như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết vì pháp không quên mất như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì tánh luôn luôn xả như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết vì trí nhất thiết như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết vì tất cả pháp môn Đà La Ni như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết vì quả dự lưu như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì quả nhất lai bất hoàn A La Hán như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết vì quả vị độc giác như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết vì tất cả hạnh Đại Bồ Tát như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật như hư không vô tận, nên Đại Bồ Tát phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, thiện hiện vì Đại Bồ Tát quán vô minh như hư không vô tận, nên phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì Đại Bồ Tát quán hành như hư không vô tận, nên phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì Đại Bồ Tát quán thức như hư không vô tận, nên phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì Đại Bồ Tát quán danh sắc như hư không vô tận, nên phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì Đại Bồ Tát quán lục xứ như hư không vô tận, nên phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì Đại Bồ Tát quán xúc như hư không vô tận, nên phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì Đại Bồ Tát quán thọ như hư không vô tận, nên phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì Đại Bồ Tát quán ái như hư không vô tận, nên phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì Đại Bồ Tát quán thủ như hư không vô tận, nên phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì Đại Bồ Tát quán hữu như hư không vô tận, nên phải dẫn phát Bát Nhã Ba La Mật Đa.